Ôi không, bố mẹ Kissy Missy đã mất rồi. Phù thủy Raquel định làm gì chứ Kissy? Come to me. Em bé Kissy đã bị mê hoặc. I'm your servant, master. Oh. Go back to the castle. Kissy trở nên rất hung dữ và đi cướp ngân hàng. Yes. Here you are. Goodbye. Kissy vô tình va phải gia đình Squidon. It's okay. Let's go. Master, I'm back. All right. Kissy Missy và Raquel rất ghen tức khi thấy gia đình Squidon có nhiều tiền. Bring the girl to me. Yes, master. Raquel cử Kissy đi bắt cóc em bé Squidon. Gia đình Squidon đang ăn uống vui vẻ. Kissy rất buồn và nhớ về gia đình mình trước đây. Ôi không, Kissy đã bắt cóc em bé Squidon thành công. Are you okay, Squidon? Bố mẹ Squidon phát hiện ra con mình mất tích. Master, I got her. Put her into the cell. Yes. Want your daughter? Bring me money. Raquel tống tiền bố mẹ Squidon. Our daughter is kidnapped. Keep your eyes on her. Yes. Em bé Squidon đang ngủ rất ngon. Wake up, Squidheart. Come to me. Hồn ma mẹ Kissy đã đánh thức con gái mình quay trở lại. Hey. Hey, wake up, wake up. Who are you? Don't worry. Let me take you out. Let's go. Kissy giúp em bé Squidon trốn ra ngoài. Raquel đã tỉnh dậy và phát hiện ra. What? Stop.
Stop! Darwell đuổi theo họ vào căn phòng bí mật. I know you here. Oh my god! Yeah, Kissy đã biến Darwell thành một bà già. Darwell đã bị biến thành em bé. Kissy đã đưa Squiddon trở về nhà. Hả? Oh, my baby. Thank you. Bố mẹ Squiddon rất biết ơn Kissy Missy. Tạm biệt. Xin chào các em. Double Zell đang vừa ăn trên giường vừa xem TV. Yes. Ngon quá. Rác bẩn ra hết giường rồi. Ngủ trên đống rác luôn nè. Buổi sáng hôm sau, có chuyện gì xảy ra thế? Double Zell xấu xí quá. Tại sao lại thế này? Có chuyện gì với môi của tớ thế này? Nhiều kiến quá. Bị kiến cắn sưng môi rồi. Bảo vứt đồ ăn trên giường cơ. Ok. No. Phải dọn hết đống rác bẩn đi đã. Thank you. Ôi, hôm nay mình có lịch hẹn hò, phải làm sao đây? Don't worry. Don't worry. Get ready, let's go. Tớ sẽ giúp cậu. Đi tắm cho sạch trước tiên nè. Ok. Oh, yes. Đã sạch người rồi. Đầu trang điểm cho Rapunzel nha. Bắt đầu từ làm sạch da nhé. Đã sạch mụn rồi. Đắp mặt nạ cho hết thâm và mịn màng nha. 1, 2, 3. Ok. Bôi thuốc mỡ cho hết sưng nhé. Vẫn không hết sưng. Thử chườm đá xem sao. Yes. Ok. Vẫn không có tác dụng. Vậy chọn các loại môi khác nhé. Cool. Chọn môi nào đây ta? Ok. Không đẹp. Wow.
Ew. Môi này cháy quá. Đẹp rồi đó. Wow. Phấn mắt các màu nha. Wow. Yes. Xinh chưa, xinh chưa. Thank you. Cảm ơn cậu nhé. Bỏ hết rác và lau lại nhà cho sạch để không bị kiến cắn nữa. Yes. Đến giờ đi hẹn hò rồi. Thay váy đi hẹn hò thôi. Yes. Sao chiếc váy lại rách hết thế này? Phải làm thế nào đây? Don't worry, don't worry. Aha. Yes. Chúng ta cùng thiết kế váy xinh cho Rapunzel nha. Tô màu thật xinh nè. Đính các cánh hoa lên chân váy nhé. Nice. Vẫn thiếu gì đó nhỉ? Nice. Wow. Váy đã xinh rồi. Hey. Oh, váy của cậu đây. Thank you. Rapunzel đã trở nên xinh đẹp rồi. Yes. Okay. Let's go. Bye bye. Đi hẹn hò thôi. Cool. Bữa tiệc ngon quá. Wow. Oh. Xinh quá. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại nha. Đừng mà, tôi vô tội. This is a misunderstanding. Đây là một sự hiểu nhầm thôi. Tôi không hề làm điều gì sai cả. Im đi, đồ quái vật. Thực ra tôi không phải là quái vật. Giọng hát thật tuyệt vời. Sao mình có thể thua nó được cơ chứ? À, mình nghĩ ra rồi. Chúc mừng chiến thắng của bạn nha. Tặng bạn chiếc bánh nhé. Thank you. Cảm ơn bạn nhé. Wow, bánh ngon thật đấy. Ôi không, chuyện gì thế này? Ôi trời ơi, sao tôi lại biến thành thế này? Ha, thật tuyệt. Cứ với, quái vật tấn công tôi. Dừng lại ngay con quái vật kia. Tôi không làm gì cả. Ngươi đã bị bắt, đi thôi. Giờ thì chiếc cúp là của ta. Và đó là chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi cũng gặp chuyện tương tự như bạn vậy. Wow. Có anh chàng đẹp trai ở đằng kia kìa. Xin chào các người đẹp. Hello.
em có muốn đi chơi với anh không? Đương nhiên rồi, em đồng ý. Chuyện quá gì vậy? Sở thú đẹp quá. Phải chụp thật nhiều ảnh mới được. Phải qua bên này chụp thêm mới được. Lại đây nào các bạn. Chúng tớ đến đây. Thôi chết rồi. Tôi bị mất chiếc nhẫn kim cương. My diamond ring was stolen. Oh my god. Who dare to steal my friend? Kẻ nào dám lấy nhẫn của bạn mình thế? Bực thật. Tôi đến đây. Thưa cô hãy đưa túi xách để tôi kiểm tra. Ôi không, cái gì thế này? Tôi không hề lấy nó. Nhẫn của cô đây. Cô đã bị bắt vì tội ăn cắp. Có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây. Tôi không ăn trộm chiếc nhẫn đó. Thì ra tất cả là do cô ta. Xem lại ảnh hôm nay chụp nào. Ảnh đẹp quá. Ôi không, ảnh gì đây? Thì ra là như vậy, không thể chấp nhận được. Sao mày dám làm rơi đồ của tao, con nhóc kia? Cháu xin lỗi ạ. Mày làm hỏng đồ rồi, cũng không có đổi tiền đền đâu. Cô kia, đứng lại. Tôi đã có chứng cứ cô vu oan cho người khác. Tôi cần kiểm tra túi của cô. Đây là cái gì? Đây là lọ thuốc khiến ra buồn biến thành quái vật. Thật không thể tin nổi. Cô đã bị bắt. Chỗ của cô là ở trong này. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Các cô được tự do. Thật tuyệt vời. Đưa lọ thuốc giải đây. Hãy uống đi. Cảm ơn bạn nhé. Chúng ta cần có váy mới thôi. Đầu tiên chúng ta tô váy xanh cho Elsa nhé. Dùng một màu đậm hơn ở đây nào. Tô viền váy thì dùng màu đậm hơn nữa nhé. Cùng tô màu cho váy của Squiddon nào. Thêm một chút màu vàng ở đây nhé. Trang trí thêm một chút nhé. Vậy là đã hoàn thành xong rồi. Đừng bỏ tôi lại một mình. Okay.
Okay. Chào mừng đến buổi cắm trại hôm nay. Ô kìa, chú gấu bông bay mất rồi. Rapunzel nhặt gấu bông về cho Rawell và Ladybug nè. Trả gấu đây, biến đi. Trời ơi, hai cô gái phá tan lều của Rapunzel rồi. Oh no. Don't cry. Đừng khóc nữa, chúng ta cùng giúp Rapunzel nào. Wow, chiếc xe cắm trại Hello Kitty xinh quá. Đính thêm đá cho xe nhé. Đính bông hoa đá lấp lánh này vào bánh xe nha. Làm nổi bật những chấm bi trắng bằng viên đá nhỏ. Okay.
Mở cửa xe vào trong nào. Lấp đầy ngăn này bằng các món đồ chơi nhé. Một vài lọ thuốc dự phòng nè. Wow, nhiều đồ ăn quá đi. Toàn điểm A luôn, Rapunzel học giỏi thật đấy. Thêm chiếc ghế Hello Kitty là xong góc học tập rồi. Một chiếc tủ quần áo có gương nè. Nhưng bên trong chưa có gì cả. Những hình khối màu sắc này sẽ làm nên gì nhỉ? Cắt những miếng băng dính xốp nhỏ ra này. Ok. Tò mò quá đó nha. Quay trở về với chiếc tủ nào. Phần cánh tủ giờ đã bớt trống rồi đó. Ồ, hay quá, thì ra là ngăn đựng đồ lót nhỏ xinh. Ngăn to này đựng gối tựa nè. Nice. Wow, chiếc giường Hello Kitty đáng yêu quá. Ok. Cùng sang trang trí cho mặt sau nào. Hay quá, một bể bơi mini. Mấy làm kem nhiều màu sắc này. Nướng kẹo marshmallow ăn nha. Rapunzel ơi, vào xem xe cắm trại mới thôi. Wow. Yes. Xem trong này trước đi. Ơ, chẳng có bộ vé nào cả. Thay ra thôi nào. Không mặc bộ này đâu. Bộ bikini Hello Kitty này mới xinh nè. Nước mát ghê, bơi vui vẻ quá. Ok. Đầu tóc ướt sũng buồn cười thật đấy. Phải thay sang bộ khô thôi. No. Ba la ra bộ khác đi. No. Bộ váy trắng này mới đẹp này. Và cả tóc mới luôn nha. Oh yes. Ăn chút đồ lót dạ nhé. Trời ơi, hai cô gái xấu tính lại hất bẩn vào Rapunzel rồi. Nhận lấy đòn tấn công của ta đây. Don't cry, I'll have you. Wow, bộ này còn đẹp hơn nữa. Yes. Ôi không, cả hai cô gái định ném đá vào Rapunzel kìa. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Hai cô gái choáng quá xỉu luôn rồi. Đau quá đi thôi.
thật xấu hổ. Rapunzel lại ngủ gật trong lớp rồi. Good morning, everyone. Good morning. Cô giáo đã vào lớp rồi. Okay. Bubbly, 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 bubbly. Thank you. Wake up! Oh, cô giáo phát hiện ra Rapunzel ngủ gật rồi. Sorry. Rapunzel bị điểm kém mất rồi. Thank you. Mẹ Rapunzel rất tức giận khi biết cô ấy bị điểm kém. Mẹ Mavis khen cô ấy vì cô ấy được điểm tốt. Mavis và mẹ đi đến cửa hàng thời trang. Mavis được mẹ mua cho rất nhiều quần áo. Rapunzel khóc vì bị mẹ mắng. Don't cry. Okay. Rapunzel nhìn thấy hai em bé bị bắt cóc. Oh no! Rapunzel tìm cách cứu họ. Don't cry. Trông Rapunzel thật dễ thương trong bộ trang phục mới. Rapunzel đã dập lửa trong ngôi nhà đang cháy. Một phù thủy rất tức giận khi ngọn lửa tắt. Stop. Rapunzel hậu đậu đuổi theo một phù thủy. Stop. Rapunzel đã giải cứu được Mavis và các em bé.
you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Làm tốt lắm, Rapunzel thật đáng khen. Một ông cụ đang bán xổ số nè. Mọi người ơi, mua xổ số không? What is this? Mua vé số cho tôi đi, cô gái trẻ. Stay away. Xấu tính quá. Are you okay? Ông có sao không ạ? Hey! I want to buy it. Cháu mua một tờ vé số ạ? Ồ, tờ này được ông lão cất trong túi luôn. Bye bye. Nhà Rapunzel đấy à? Cùng xem kết quả xổ số nhé. Let's go. Oh, it's Tom. Tò mò ghê, có trúng không đây? Úi, hai dãy số giống nhau nè. Hả? Yay. Oh my god. Rapunzel tọc mạch nhìn lén Rapunzel trúng số này. Cứu với, cứu với. Nhà tôi cháy rồi. Rapunzel tốt bụng sẵn sàng đi giúp người gặp nạn. Rapunzel mưu mô quá, lấy trộm vé số của Rapunzel kìa. Ôi, vé số của ta. Bay trúng bát cơm của chú chó, buồn cười quá. Phải mau chóng tìm tờ vé số lại mới được. Ôi làng nước ơi, chó đuổi tôi này. What was that? Nothing. Rapunzel vẫn hoang mang vì mắc mưu của Rapunzel. Trời ơi, vé số của mình đâu rồi? Hả? Ơ kìa, cơn gió lại thổi vé số về nè. Bỏ ra, tờ này là của tôi. Ai thắng cuộc thi chạy thì sẽ có tờ vé số. 1, 2, 3. Let's go. Bắt đầu. Rapunzel bị mắc chân vào cỏ rồi. Rapunzel thì thu thập được nhiều hộp xinh ghê. Hả? Oh my god. Còn mỗi chiếc túi này để Rapunzel thu thập thôi. Chúc mừng Rapunzel về đích trước nhé. Okay, let's go. Cùng xem trong hộp này có gì nha. Aha. Những viên xốp sắc màu đáng yêu quá. Nhiều phụ kiện đẹp ghê. Wow. I like it. Giờ thì mở túi của Rapunzel nhé. Một bộ váy nhỏ xíu xiu. Ok. Tôi chiếc váy tím cho Rapunzel nè. Phần dưới thì tô màu đen nha.
Ô, lạ quá, không biết để làm gì nhỉ? Dán băng dính hai mặt vào đây. Tiếp đó là xếp ly tấm voan lại. Ok. Xong rồi đó. Đính thêm những dây ngọc trai trắng nữa nhé. Bây giờ tới lượt váy Rapunzel nha. Sắc hồng và cầu vồng rực rỡ ghê. Đính von hồng vào đây nè. Hai bông hoa hồng này sẽ là điểm nhấn. Thay váy mới thôi nào. Ok. Đội vương miện lấp lánh nữa nha. Xinh xắn quá đi. Rapunzel cũng thay váy mới thôi. Hai cô gái bước ra sân khấu trao giải nè. Giám khảo thích chiếc váy của Rapunzel hơn nhiều. Chúc mừng Rapunzel chiến thắng nhé. Đón chào các bạn tới với lớp học vui nhộn nhé. Chuông treo. Ra chơi thôi. Lạy Chúa, lũ trẻ quên đeo khẩu trang. Các em đeo khẩu trang vào nhé. Ok. Yes. Dạ. Ok. Ôi, các cô bé đã không chịu nghe lời cô giáo. À, người tuyết. Hey. Các cậu ơi, lại đây nào. Ô, một trái táo đỏ. Wow. À hả? À. Tớ nhìn thấy nó trước. Không, tớ thấy trước. Không, của tớ. À, tớ nghĩ ra cách rồi. Chúng ta sẽ chơi mèo đuổi chuột. Yes. Hay quá, chúng tớ đồng ý. Squid Game sẽ trốn sau bụi cây. Elsa thì đang mãi đuổi theo Rapunzel. À, chơi ném tuyết thôi. Vo tròn này. Và ném nhé. Ôi tuyết. Elsa cũng phải chơi ném tuyết với Rapunzel mới được. Ôi không, váy của tớ. Đón váy tuyết của tớ này. Ôi virus. Lạy Chúa, virus đang tấn công bọn trẻ. Các cậu ơi, vào lớp thôi. Các em, vào lớp ngay.
Chúng em xin lỗi cô ạ. Sorry. À, virus. Lạy Chúa, các em viêm phổi mất rồi. Thật may là bác sĩ Squid Game đã kịp tới. Đeo khẩu trang vào nào. Come on. Giờ thì mau tới bệnh viện thôi. Cậu trẻ cần được chữa trị ngay. Chúng cần được làm ấm cơ thể. Ôi, là virus. Virus là mầm bệnh của bọn trẻ. Nhiệt độ cao quá. Chúng cần được tiêm vaccine ngay. Ôi, Squid Game khỏe rồi đây. Hãy uống thêm thuốc bổ cho mau hồi phục nhé. Ổn rồi đấy. Giờ thì các con đã có thể về nhà. Các em thấy ổn chứ? Dạ, chúng ta đã có đề kháng ạ. Còn đây là lưu ý dành cho các bé nhé. Dạ vâng ạ. Hãy giữ ấm cơ thể nhé. Hô biến. Đính nhũ nào. Và các hạt lấp lánh nữa nhé. Sáng rồi, mau dậy thôi nào. Ew, Barbie ơi. Chào buổi sáng các bạn. Vừa trang điểm vừa dùng bữa nhé công chúa. Còn bây giờ thì chọn váy đẹp thôi nào. Hãy ướm thử từng chiếc váy nhé. Không phải chiếc này. Chiếc này cũng không nhé. Ok. Chọn chiếc váy này nữa nhé, Barbie. Vẫn còn ngái ngủ sao, Raquel? Vậy thôi nào.
sau ăn sáng nhé. Ôi, như thế là chưa duyên đâu cô gái. Chuẩn bị vắt sữa bò nào. Bò yêu ơi, hãy cho chị thật nhiều sữa nhé. Sáng nay, Barbie có hẹn với hoàng tử Ken các bạn ạ. Ôi, quà, Barbie rất thích. Cảm ơn Ken. Thanks. Dạo chơi vui nhé. Cảm ơn bò. Chuẩn bị hẹn hò nên cô gái của chúng ta rất vui phải không nào? Hello. Anh yêu, chúng ta chia tay. Không, em không muốn rời xa anh. Mau tránh ra. Ôi không, không. Nước mắt của Raquel đã hóa thành đám cháy khủng khiếp, khiến ai nấy đều hoảng sợ và bỏ chạy. Đúng lúc đó, Barbie vừa tới. Ôi không, băng tuyết, hãy dập tắt những đốm lửa. Raquel, đừng buồn. Đã có Barbie ở đây nhé. I will help you. Cảm ơn Barbie. Yes, yes. Mình cùng đi nào. Chào đón Raquel đến với hoàng cung. Cung nữ ơi. Ew. Hãy giúp Raquel trở nên xinh đẹp nhé. Okay. Raquel ơi, bồn tắm cũng đã sẵn sàng nhé. Ngâm mình nào. Lau khô người nhé. Hãy tùy ý chọn một chiếc váy thật đẹp nhé cô gái. Chiếc này ư? Không. Cả chiếc này cũng không nhé. Đúng chiếc này rồi. Tuyệt quá. Yes. Raquel, dặm thêm chút phấn và son môi nhé. Và cả nước hoa nữa chứ. Làm lại tóc thật đẹp nào. Cảm ơn. Wow, Raquel thật xinh đẹp. Ôi, cô ấy là Raquel sao? Anh nhớ em. Nhưng em không nhớ anh là ai cả. Bye bye. Các cô gái ơi, hãy chọn và yêu những chàng trai chân thành nhé. Yes, yes. Còn bây giờ thì chuẩn bị cho một lễ cưới thật rực rỡ nào. Barbie và Ken Băng đã đến rồi. Raquel và Ken Lửa cũng đã đến rồi nhé. Các cô dâu chú rể của chúng ta đều thật rạng rỡ phải không nào. Mãi mãi hạnh phúc nhé. Các bạn ơi, hãy tới chung vui cùng Ken và Barbie của chúng ta nhé. Một vị khách đến muộn ư? Ôi, Sayako, sao vậy? Cái thai của Sayako.
là do Ken à. Ôi lạy Chúa, Ken là đồ tồi. Bobby, không phải vậy. Sayako, đừng khóc nhé. Ôi Sayako, sao vậy? Ken, Ken ơi, mau đưa Sayako tới bệnh viện nhé. Ôi không. What? Bobby đang nhìn thấy gì thế này? À, đau quá. Bobby, Bobby, mau tỉnh lại. Hãy cho tôi một chiếc xe cứu thương tới. Chúc mừng Sayako, em bé thật khấu khỉnh. Còn đây là kính của Sayako nhé. Ôi, sao lại là Ken? Chuyện này là lỗi của Sayako. Không sao, Ken đi trước đây. Em bé thật đáng yêu. Chuyện này là... Ôi không, Ken. Đừng nóng vội. Ken, Frankenstein chính là người đã giúp mẹ con em. Oh my gosh. Oh my gosh. Mọi chuyện giờ thì đã sáng tỏ rồi nhé. Tuyệt quá. Còn bây giờ thì... Cả nhà ơi, mãi hạnh phúc nhé.